chào các bạn, xin chào cả nhà. Mình mới vừa đi chợ Mỹ, chợ Costco về các bạn. Mình chia sẻ đến với các bạn mấy món mình đi chợ hôm nay nha. Trước tiên mình chia sẻ cho các bạn xem, mình có mua hai hộp tôm vòng các bạn, tôm cocktail. Ở đây cái tôm này về là mình ăn liền được các bạn, trong đây có sốt cho mình chấm luôn. Một hộp tôm như vậy là 21 đô mấy, khoảng 22 đô các bạn, ở chợ Costco bán. Cái tôm này rất là to luôn, mình mua hai hộp. Với mình mua một hộp, một bịch đấm lình á các bạn, để về mình chiên cho con trai ăn. Với hai hộp chả giò làm sẵn các bạn, về mình chỉ có nướng lên là ăn được các bạn. Mình nướng trong cái lò nướng không dầu á, hoặc là mình để trong oven mình nướng, ăn nó giòn rất là ngon luôn các bạn. Đây mình mua hai hộp. Với lại mình có mua hai hộp bánh trứng nướng á các bạn. Trong đây nó có hai loại bánh, mỗi một loại là này là có cái bít hình đó các bạn, thịt ba rọi á, xông khói. Còn bên này là có cái rau chân vịt đó các bạn. Bánh này thì thường mình nướng lên á rất là nhanh, ăn cũng ngon nữa các bạn. Mình cũng mua hai hộp. Hôm nay mua thường thường 22 nha các bạn. Với lại mình có mua hai chai rượu kem á các bạn, kem sữa. Mình mua hai chai cũng ở chợ Costco luôn. Cái chai rượu này là mình mua hình như có mười mấy đô các bạn, khoảng 16 đô thì phải á, mà cái chai nó siêu to luôn. Thì mình có mua một dĩa bít hình các bạn, cái thịt ba rọi xông khói á. Mỗi thứ mình mua một chút. Cái này hồi nãy mình ghé ở chợ gần nhà, con trai nói mua cái bánh waffle này nè các bạn, về nướng ăn hai màu, hai mùi vị. Cái mùi này là màu xanh là mùi táo á các bạn, còn cái mùi màu hồng này là mùi kẹo ngọt á các bạn, kẹo bông gòn á. Cho nên con trai nói là mua về ăn luôn. Rồi mình cũng có mua một dĩa cá hồi nè các bạn, với lại một bịch tôm. Bịch tôm lọc vỏ sẵn ở chợ Costco luôn á các bạn. Còn đây là một cây bánh ngọt. Cái bánh này để mình ăn, mình uống với cà phê cũng ngon các bạn. Hoặc là mình làm snack á, nhiều khi món ăn vặt á các bạn cũng ngon. Mình để đây. Rồi mình có mua ở Costco hai bịch bắp rang các bạn, popcorn á. Trong đây nè có cái Cicola trong này nè các bạn. Cái loại này ăn tuy là ngọt nhưng mà lâu lâu mình ăn cũng ngon lắm. Mình mua hai bịch nữa. Với lại một bịch bánh mì các bạn. Rồi mình có mua thêm một hộp cookie các bạn. Hộp cookie oatmeal với trái nho các bạn. Cái này ăn cũng ngon nữa. Với một hộp bốn cái bánh muffin trái blueberry. Ở trong đây nó có mấy trái blueberry trong này các bạn, ăn cũng ngon. Và đây là cái bánh giống bánh bông lan mà tròn trắng không á các bạn. Cái bánh này thường là fast free á, cho nên ăn cũng ok lắm, không có ngọt nhiều. Rồi mình chia sẻ hôm nay mình đi chợ Mỹ với chợ Costco. Ý quên nữa, còn một lỗ trái cây.
Và đây là rổ trái cây, mình mua mấy trái cam với mấy trái apple các bạn, quýt với lại trái bơ. Mình chất ra cũng được một rổ luôn nè các bạn. Mình chia sẻ đi chợ hôm nay. Cảm ơn các bạn xem video Hải My trên Cuộc Sống Mỹ. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ, nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Bye bye!